Đang trốn với ma rồi, ơi thật là mệt mỏi. Có cung này, có kiếm này, chai đen này, điều khiển này. Đấy. Có cái gì mới này. Đấy. Mới quay được 2 tiếng rồi. Biết nó đã đi đâu rồi. Xấu nhưng mà cái hay lắm. Chứ hay mà.
Đang sắp tối rồi. Chỗ đây chỉ là quý ma đi. Là hai. Thế thì thôi. Gà đấy. Cái đào hầm này là xong. Chui vào đây you
chưa? Cứ trốn trong đây đã. Đợi trời sáng thôi. Stop đi. Đói quá, vừa mới ăn cái gì. Giờ lại trở lại chơi chơi chưa? Vẫn đang tập chơi mà. Chào tất cả anh em nhé. Quay nó ngược sáng là nó tối. Ghê quá, buổi tối anh em chơi trò này nó trông xấu dễ nản lắm nhưng mà mình thích nó được hỏi nhà vô chơi thôi. Sao
Minh này. Lên thôi. Chết này. Sao luôn tuyệt thế. Thank you.
Gracias.
đúng lúc ra thì nó nói với mình. Cái này là pumpkin. Đi kiếm ăn thôi. Chưa đâu. Sugar đường à? Kiếm đâu ra đường bây giờ? Đây rồi. Xem nào.
chế tạo vũ khí thôi. Sugar với đường thì kiếm ở đâu nhỉ? Pumpkin là quặng. Là cái này. Rồi con đường nữa. Nhanh, xong đi chậm đấy. Cần bao nhiêu? Một cái thôi, không cần nhiều đâu. Để mình lựa 5 cái. Cá kìa. Cá to thế. Xem cái cú kim đây kiếm ở đâu nhá. Cá đường. Cú kim vừa rồi.
mất hết đồ rồi. Chuẩn luôn. Ôi làm lại từ đầu. Trời ơi. Thật là nhục. Thấy tối thì phải. Thì phải. Đâm lại. Thank you.
Đào cái lỗ này thì quái nó nhảy từ trên đây xuống này. Ôi sáng rồi, nó đi săn rồi.
Thank you.
hôm sáng hay sao xong rồi kia đánh giá đấy. Thank you.
Nhưng cái nào mà cái lỗ thật to sâu xuống dưới. Xong rồi cái dạng rẽ ngang ra để phòng những thằng này bắn tên. Nó tụt xuống đây nó không bê được nữa. Em sẽ đào một cái ngách thỏ nữa. Rút kinh nghiệm lúc nãy chưa làm. Ok, sâu lắm rồi. Sâu lắm rồi. Đứng đây thôi, trên khi trời sáng thì thôi. Sắp sáng rồi. Shut up á? Sao thế? Tôi có nói cái gì đâu. Các bạn tôi câm miệng. Các bạn rất kỳ lạ nhé. How you? Có việc gì? Mình đang tập chơi thôi. Mà nó chưa sáng ban ngày. Ui.
hơi sáng. Chạy mau, bạn đón mình. Khổ vậy. Đào đào vào trong vách núi để trốn. Khổ.
Đừng bắn mình nha. Vào đấy trực trực. Bắt nạt nước binh à? Con gấu ở dưới đáy hồ.
Đợi trời sáng thôi mà. Bị qua là sao? What? Trời lại mưa.
Hay mình lại nốt nhá. Ồ, vào chết. Thế mình nhục chứ. Buồn thật. Tập chơi mãi mà không được thành công. Cố gắng lấy cái mũi tên.
phút một tí, giờ mệt rồi. 2 phút tiếp theo, 3 thì xin phép anh em mình nghỉ nhé. Cảm ơn. Bye bye, hẹn hôm khác nhé.